Nhà hàng tỷ phú Thái Lan. Nhà hàng tỷ phú Thái Lan của vua Rama đời thứ 9 của Vương quốc Thái Lan. Một kỹ sư nông nghiệp. Gà cá. Con ăn bao nhiêu con lấy bấy nhiêu thôi nhá. Đây là mình gọi là cơm rang. Đúng rồi à. Ăn ít thôi, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Rau cải này Vin. Thank you.
nhiều chưa? Đâu rồi? Đâu rồi?